Supersale.vn giảm giá nick càng thông tin đến 50% và đặc biệt rằng có bán quân huy giá rẻ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua quân huy giá rẻ hay mua nick thì các bạn đừng quên vào Supersale.vn có bán quân huy và nick giảm 50% tất cả các bạn ơi. Hello hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và như các bạn đã biết thì chúng ta vừa đón một năm Nhâm Dần và mình đã nghỉ tầm khoảng nửa tháng thôi. Nửa tháng không làm clip cho tất cả các bạn thì nó cũng có một số lý do đặc biệt. Và clip này thì mình muốn nhấn cái ngày năm mới, hôm nay ngày 9 thì mình muốn xin chúc toàn thể tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, mà tràn đầy niềm vui trong cuộc sống, phát tài phát lộc và bố mẹ, anh chị, ông ba có thật nhiều sức khỏe dồi dào. Và clip ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho tất cả các bạn một vị tướng quý. Quý phiên bản này là phiên bản mua 21 rồi. Mua 21 thì nó chả khác biệt gì mua 20, chỉ thay đổi vài số lặt nhặt nhỏ, cho nên mình sẽ không nói đến cái mua 20 này. Nó cũng tương tự như mua 21. Quý ở mua 21 này là một vị tướng khai xuân của mình. Và mình cảm thấy rằng quý ở mua này nó rất là mạnh, cho nên các bạn nào xem clip này thì các bạn sẽ chơi quý, các bạn sẽ thấy một điều khác biệt rất khác biệt. Và mình sẽ chọn quý đi đường kỳ công. Đây, phá này, đây. Ôi dồi, trù nó bắt đầu thế. Ôi cha, ôi trời ơi. Khiếp, anh bắt màn ạ. Khiếp, gần chết. Từ từ thôi, bình tĩnh. Chờ quải vào tao băng trù nhá. Quải vào tao băng trù nhá, bình tĩnh này, không đánh này. Đấy, một hút là chết này, thằng ai đi đâu. Đây, bình tĩnh. Ôi, cái gì đấy, ôi trái một pha. Một pha kiểu xử lý ở đâu năm mới thật là kiểu lồm cồm. Nói chung là nhấn clip này thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian năm 2021 vừa qua đã ủng hộ mình ở trên YouTube này. Năm vừa qua thì có một số biến động rất là nhiều, và clip này mình sẽ hầu như mình sẽ tâm sự và nói chuyện các bạn một phần nhiều. Đó chính là năm qua thì mình có một số biến đổi, đó chính là mình sẽ không live stream trong năm 2021 và mình tập trung làm kênh YouTube này ở năm 2021. Thì thực sự là nói chung là mình thì cũng dự tính năm vừa qua mình sẽ nghỉ ngơi để bởi vì mình có nhiều cái gọi là thứ nhất là nhiều cái thay đổi về mặt về fanpage các thứ, và cùng nhấn tiền là mình cũng có nhiều cái gọi là đau lưng này, chung một cái số bệnh này, chung không tiền nói ra năm mới không tiền nói ra, cho nên là năm vừa qua thì mình nghỉ ngơi và tập trung YouTube. Thì mình cũng cảm ơn toàn thể tất cả các bạn khán giả đã đón nhận mình trong cái năm 2021 vừa qua, và mình chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Và năm 2022 này thì những bước đi của mình thì chắc chắn rồi, YouTube mình sẽ vẫn mỗi ngày làm cho tất cả các bạn những vị tướng mạnh và những vị tướng tốt ở trong cái mùa này. Từ cái pha này mình sẽ vào bùi bắt được thằng nào, ID lao lên bạch chưa ba sụp rồi, nó có chưa ba, không biết nó chạy không, nó chạy rồi đấy. Thì là năm nay thì mình sẽ dự tính live stream lại, nhưng mà trước khi live stream thì mình nghĩ là tầm khoảng cuối tháng 2 này mình live stream, bởi vì là cái đồ nghề live stream của mình bị hư rồi, khổ lắm, một năm không dùng mình có thử lại thì bị hư, cho nên mình phải đang còn đặt là những cái bộ live stream. Và các bạn biết không, thề luôn cảm giác nhá, khi mình làm clip như này này mà mình xong bắt đầu quét ấy, xong bắt đầu live stream ấy, cảm giác nó cứ ngường, nó ngày ngày như nào ấy. Đúng rồi. Đấy, hoặc là live stream nhiều đó nhá. Live stream nhiều rồi làm clip thì nói cũng rất là ngường. Cho nên là kiểu cảm giác như kết hợp live stream của mình làm clip, nó cảm giác nó bị ngày ngày như nào ấy. Nó không được thoải mái kiểu ôi giời, cái thằng đáy rắc này nó ác thật. Nó cảm giác một cái gì đấy nó rất là ngày ngày. Bây vừa rồi mình cảm giác bây giờ nhiều lúc mình suy nghĩ lại, bây giờ mình live stream này các thứ chơi trực tiếp linh tinh, kiểu cảm thấy nó kiểu như nào ấy, cảm giác nó có một cảm giác nó kiểu ngày ngày ấy. Cho nên là chắc là mình live stream lại thì nói chung thời gian đầu thì mong anh em cùng có thể là thông cảm, mình có thể là nói hay hoặc là kết hợp chơi hay như nào đó, giống như ngày xưa thì mình kiểu live stream nhiều rồi thì cảm giác nó chai giản, nhưng mà nghỉ một thời gian thì nó bị kiểu rụt rè đấy. Căn bản là bản tính của mình là một cái bản tính nó rất là rụt rè, như các bạn có thể thấy rằng là cái Facebook cá nhân của mình ấy 2-3 năm mình đăng một cái ảnh, các bạn biết đấy. Đấy, nói chung là khi mình không biết, những công việc của mình ấy là phải thường xuyên dành những người sống ảo này đấy, hoặc thường xuyên đăng ảnh chia sẻ với cuộc sống nhiều thì nó sẽ rất tốt cho công việc của mình. Nhưng không hiểu vì sao bản thân của mình cảm thấy một cái gì đấy nó kiểu khác biệt với những cái người khác. Thứ nhất là kiểu cảm giác như là từ khi làm cái này ấy thì mình kiểu cảm giác cái Facebook cá nhân mình kiểu cảm giác mùi kiểu ngày ngày, kiểu rất ít khi là kiểu thò thẻ trong cuộc sống của mình, linh tinh đấy. Trong cuộc sống mình kiểu thò thẻ ở trên những cái clip này thôi,
Chứ các bạn thấy Facebook cá nhân của mình có khi nào dùng đâu, không, hầu như không khi nào dùng luôn. Đấy, cho nên cái tính của mình nó bị gọi là bị rụt rè, gọi là bị tự ti. Làm cái nghề này mình cảm thấy mình bị tự ti, không biết tự ti như nào, cảm thấy rất là tự ti đấy, chứ cảm thấy rất ngại ngại. Cho nên là hy vọng thời gian sắp tới này mình có làm lại live stream lại thì nói chung là nó cũng sẽ hơi bờ ngỡ và hơi rụt rè một chút, thì mong anh em bạn bè có thể là nhẹ nhàng gọi là ấy. Mình thực sự là một người kiểu nói chung có tuổi rồi, năm nay 27 28, chuẩn bị 30 tuổi rồi, là của một người rất kỳ cựu, gọi là già trong liên quân rồi. Liên quân đến cái độ tuổi của mình thì chơi không hay nữa đấy, gọi là tay chân nó cứng rồi, không được những cái lớp trẻ mà các bạn phải nhớ, giống như là bên Garena thì có Free Fire đấy, hai thằng tạch ngọt lìm nữa anh em, ăn được hai màng nhé. Giống như bên Free Fire và các tựa game liên quân, gọi là tựa game kỹ năng đấy, thì nó sẽ dùng cho lớp trẻ. Các bạn biết rồi, giống như mình bên nhà Free Fire bên châu Á, có thằng nào ở bên nước ngoài, bên Philippines hay bên nào nhỉ, thằng mười mười mấy tuổi mà vô địch Đông Nam Á đấy, Free Fire đấy, liên quân vậy. Liên quân bây giờ các bạn nhìn mơ sướng này, rồi gấu này, gấu cũng già rồi, hoặc tất cả những người mà trạc trạc tuổi như mình thì hầu như người ta kiểu nói chung là tay chân nó cứng rồi, nó không còn được nhánh nhảy như ấy nữa, mà chỉ dành những cái game này dành cho những lớp trẻ đấy, dành cho những lớp trẻ. Các bạn thấy những cái người tâm cực kỳ trẻ, tâm là chúng cái game này phù hợp cho những người sinh năm 2000 đấy, tâm 9x như bọn mình thì bây giờ nó kiểu thuộc dạng là già thôi, chơi cho vui thôi, không còn kiểu leo top leo tùng là top 1 top 2. Bây giờ nói thật các bạn, leo thì leo được nè, để mà nói tất cả các bạn, bây giờ mình gọi hai thằng của em mình gọi là kẹp 2 kẹp 3 để leo top 1 là ok luôn, hai thằng đông được, nhưng mà thực sự nó đánh đổi rất là ác luôn các bạn nhé. Đấy, cái nói chung là mình quay lại đấy thì nói chung mình sẽ là gọi là mình là kỹ năng thôi, mình là thiên hướng với kênh kỹ năng, nhưng mà để nói là gọi là leo top 1 hay là top thích đấu thì mình không còn sức khỏe như xưa nữa. Như ngày xưa mình có thể một ngày có thể chơi được mười mấy tiếng chơi game, mình có thể chơi được đấy. Ngày xưa mình có thể mình chơi game là một người chơi game rất là ác đấy, chơi cay ngay cay đêm, nhưng mà chính vì cay ngay cay đêm đấy đã khiến cho mình kiểu năm nay 27 tuổi mà sức khỏe giống như ông cụ già 40 tuổi ấy các bạn ạ. Cho nên là cảm giác như là mình cảm giác như không còn kiểu là khỏe khoắn như ngày xưa nữa đấy, già khủng luôn đấy. Mấy năm gọi là cái nghề nghiệp của mình có tâm sự cho anh em một chút về năm mới, gọi là cái nghề nghiệp này, gọi là cái này là cái chọn mình, nghề chọn mình chắc chắn rồi, mình thể chọn nghề được, nghề chọn mình thì giống như cái nghiệp á đấy, mình là chấp nhận gọi là đánh đổi sức khỏe để có thể là kiếm được một chút tiền bạc hoặc là một chút gì đấy, nói chung là đánh đổi công việc nào như vậy các bạn ạ. Tốt nhất các bạn nào khi mà có nghề nghiệp chọn, các bạn hãy trân trọng công việc đó. Thứ nhất chúng ta được làm để đam mê, thứ hai chúng ta được sống với những cái nghề nghiệp mà mình cảm giác yêu thích vui vẻ. Các bạn đừng bao giờ quan tâm rằng các bạn đang làm nghề này thấy người khác làm nghề khác, các bạn thấy cảm giác thấy ô ngon thế, vui thế, sướng nhà, thằng này làm nhan nhỉ, thằng này ngồi chơi game mà kiếm ra tiền nó sướng thế đấy. Các bạn đừng có ngồi núi này mà trống núi nọ, thay vì đấy các bạn hãy tập trung vào một cái nghề mà các bạn yêu thích, gọi là cái nghề chọn các bạn thôi, thì bạn hãy tập trung vào cái nghề đấy, bất kể là một cái nghề gì, miễn là các bạn kiên trì đến cùng công việc đấy thì các bạn sẽ thành công, sớm hay muộn là tùy thuộc vào các bạn thôi đấy. Các bạn mà yêu nghề, các bạn quan tâm nghề, các bạn làm cái nghề gì cũng vậy, nó rất là cao quý, miễn sao những cái đồng tiền đấy các bạn kiếm bằng mồ hôi công sức của các bạn thì các bạn có thể sớm muộn các bạn sẽ thành công thôi. Giống như mình là game nhá, mình sẽ nhìn là quãng đường của mình, từ ngày xưa mình chỉ biết ăn ngay cay đếm chơi game, mà mình chơi game không vì một mục đích kiếm tiền đâu, mình chơi game một mục đích là mình được thỏa mãn đam mê, chơi vui vẻ, chứ làm sao ai biết được game kiếm tiền đúng không các bạn, đúng không đấy. Thì mình cứ kiên trì, thời gian ngày trôi qua mình cứ chơi như vậy, chơi trong cảm giác vui sướng, mỗi lần mình được chơi game mình cảm giác vui vẻ trong người ấy, cảm giác rất là vui vẻ trong người đấy. Mình cảm thấy được là cuộc sống của mình nó gắn liền với game, được chơi game hàng ngày là cả cuộc sống thấy vui vẻ đấy. Thì cho nên là từ nhất một ngày kiểu đấy kiểu như vậy là có thể kiếm được tiền. Còn như các bạn như vậy năm mới rồi thì những bạn nào mà đang học thì các bạn cứ học đi, cứ tập trung học, các bạn đừng có quan tâm những cái gì hết, hoặc các bạn nào đang làm công việc của các bạn thôi thì các bạn cứ làm, cố gắng làm và tập trung, gọi là cống hiến hết mình. Các bạn đã làm công việc thì chắc chắn nói chung là mới đâu, công việc gì cũng vậy, các bạn đừng có quan tâm là tiền bạc bao nhiêu, miễn là đủ nuôi các bạn, có thể là đủ ăn đấy, đủ ăn đủ ở là được. Còn các bạn cứ tập trung làm, cống hiến hết sức, làm vì đam mê đấy, làm cảm thấy công việc các bạn vui
thì đó là cái ngưỡng các bạn chuẩn bị thành công thôi. Đấy, cho nên mình hy vọng năm nay có thể chúc tất cả các bạn thành công trong công việc. Đấy, và có thật nhiều sức khỏe. Và có thể đừng quên rằng còn ở lại đấy, kênh của chúng ta có thể hàn huyên tâm sự nói chuyện. Đấy, có thể là vài năm nữa, ví dụ không còn game nữa thì có thể là chúng ta có thể là tâm sự với cuộc sống, chia sẻ với kinh nghiệm sống chẳng hạn. Đấy, cứ game là chỉ là gắn kết của chúng ta lại với nhau thôi. Cho nên là năm mới thì chúng ta sẽ luôn nói những cái điều mới. Thì và nói chung cảm giác, các bạn thấy chưa, cứ nửa tháng mới của nửa tháng làm lại clip của mình nói kiểu cảm giác nó rất là e ngại, rất là ngại đấy các bạn, rây rây đấy, cái cảm giác kiểu như vậy đấy. Đấy thì như bạn đã thấy thì mùa này thì bạn quý là một vị tướng mình đánh giá rất là cao. Mình nghĩ quý là một vị tướng léo đánh rất tốt ở mùa 21 này. Các bạn nào chơi quý rồi hoặc chưa chơi hoặc chuẩn bị chơi thì mình nghĩ các bạn hãy luyện tập quý đi. Bởi vì con quý này nó đã còn rất mạnh trong nhiều mùa tới. Bởi vốn gì rằng con quý này là một vị tướng toàn diện về công thủ, gọi là hút máu, hoặc là về cái đồ cơ động của nó là một vị tướng rất là tốt. Nó đối đầu bất kể các vị tướng đấu sĩ hoặc sát thủ nào không sợ các bạn nhá. Còn chơi quý thì này mài tâm sự, nhưng cái lối chơi của mình rất đơn giản thôi. Quý giải đoạn đầu game chúng ta sẽ chơi theo thiên hướng là phám hoa đường hoặc đè nó một chút thôi. Khi mà đẹp rồi thì tầm giữa game có một build đồ rồi thì chúng ta sẽ chơi vào bắt lẻ bằng cách chúng ta vào những khu rừng của team địch. Đây cái lối chơi đặc trưng của Mơ Sương thôi. Các bạn nào xem clip của mình từ năm ngoái hoặc năm ngoái đến dư thì mình cái lối chơi của mình là ở giai đoạn đầu game mình sẽ farm, có đô mình sẽ lao vào bắt lẻ, còn đây chơi thiên hướng gọi là bản thân một mình gánh tiếp, không bao giờ phụ thuộc vào đồng đội. Đây vẫn châm ngôn đấy, chỉ nói chung không bao giờ phụ thuộc vào đồng đội, bởi vì vốn gì đang trong một trận đấu thì sẽ gặp trận đấu đồng đội hay đồng đội dở, cho nên là các bạn hãy khi gặp đồng đội hay thì chúng ta phần giữ được cái vai trò đấy, và gặp đồng đội dở thì chúng ta phải là bản thân mình gánh tiếp. Đấy mới gọi là chơi game. Chơi game là bản thân mình phải gánh tiếp, chứ đừng hy vọng chơi game gặp được cái anh này rồi, giống như là được gặp Mưa Sương game này quý này quý thôi. Đấy, các bạn đừng bao giờ trông mong vào đồng đội hoặc người khác. Nói cái này không phải là một cái gọi là tiêu cực đâu, mà nói thế này để cho chúng ta có thêm một cái ý chí chơi game. Cái game của nó phản ánh với cuộc sống các bạn, giống như cuộc sống mà các bạn chơi game, các bạn tự lập ở trong game thì cái cuộc sống các bạn cũng sẽ tự lập. Đấy, còn những các bạn đồng quan điểm mình không? Các bạn nào chơi game cảm giác phụ thuộc ấy. Đấy, cảm giác phụ thuộc nó vào về mong muốn gặp những người đồng đội hay đồng đội tốt để gánh mình. Thì trong cuộc sống cũng phản ánh rất là nhiều về trong cuộc sống. Cuộc sống là không thể nào là tự lập được, là khi nào phải có một cái người nào bên cạnh để chăm sóc mình, để chăm sóc ở đời được. Cho nên là các bạn hãy rồi đối xuân năm mới thì chúng ta lên tâm sự và có clip nhẹ nhàng nào để thôi. Còn trong năm nay thì mình sẽ ra từng mua những cái vị tướng leo rank hot nhất và những clip tốt nhất hoặc những cái nào hay nhất mình sẽ gửi gắm ở trên cái YouTube này. Và đặc biệt rằng chuẩn bị tới đây mình sẽ live stream lại và mình sẽ thông báo anh em thường xuyên hàng ngày để anh em có thể là quay lại, có thể là ủng hộ mình hoặc là chúng ta vào chào hỏi nhau trên live stream. Đấy, rồi và mình nghỉ clip để kết thúc rồi, và xin chào tất cả các bạn và tất cả bạn đấy. Mà yêu, bye bye.